Nhưng mà nói tới chủ tịch uh, Ross and Benham Thì cũng có một cái thông tin Cũng làm cho Thuận có nhiều suy nghĩ các bạn Thật ra Thuận cũng suy nghĩ nhiều Không biết là có nên chia sẻ hay là không Tại vì uh, Thuận chia sẻ có thể làm cho các bạn có sự lo lắng Nhưng mà để Thuận chia sẻ đi Có thể coi như đây là cái suy nghĩ thoáng qua câu Thuận mà thôi Tại vì uh, có một cái uh, buổi thuyết trình uh, Và buổi thuyết trình này đó Là ở trường đại học Princeton Thì chủ tịch CFTC đó đã chia sẻ Ở trường đại học Princeton đó Là ở thời điểm này CFTC chỉ coi duy nhất bitcoin là hàng hóa mà thôi điều này đã rất là khác với lại những gì được chia sẻ trước đây tại vì trước đây ctc đã nói là coi bitcoin và ethereum là hàng hóa các bạn thì có thể là nhiều bạn cảm thấy là có hiểu tại sao lại gọi bitcoin và tìm hàng hóa thì đó là cách gọi mà thôi tại vì CFTC đã là quản lý hàng hóa, quản lý vàng kim loại, quản lý những cái loại tài sản khác và đương nhiên khi mà chúng ta thấy liên quan tới BTC thì CFTC cho đó là hàng hóa cho nên được quản lý bởi CFTC thay vì là chứng khoán chứng khoán được quản lý bởi SEC bàn quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đó là cái sự định nghĩa theo luật pháp mà thôi thì thường cũng muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà cái điều mà đáng lo ngại đó là bây giờ CFTC chủ tịch Dawson nằm không có nói tới Ether nữa chỉ nói tới Bitcoin mà thôi các bạn các bạn có nên lo lắng hay là không thường cảm thấy là cũng có cái gì đó khó hiểu ở đây tại vì trước đây đó đã nhiều lần ngay cả trước quốc hội luôn CFTC đã nói là CFTC cho Ethereum là hàng hóa chứ không phải là chứng khoán nhưng mà các bạn đã biết Ethereum đó là trọng tâm của một cái vụ kiện lớn hiện bây giờ đó chính là vụ kiện giữa SEC ban hòa cho con Hoa Kỳ với lại công ty Ripple các bạn cái điều mà công Ripple đó đang nắm lấy đó chính là giám đốc ở SEC đó cách đây hai ba năm đã từng nói Ethereum là hàng hóa không phải là chứng khoán nếu như mà Ether là hàng hóa không phải là chứng khoán đó thì bây giờ bên công ty Ripple nói là XRP cũng tương tự như vậy cho nên cũng không phải là chứng khoán mà là hàng hóa các bạn các bạn có hiểu cái sự khác biệt ở đây hay là không tại vì thay vì là công ty Ripple để chứng minh mình không phải là chứng khoán thì công ty Ripple muốn chứng minh mình giống như là Ether và Ether không phải là chứng khoán cho nên XRP cũng không phải là như vậy thì để phá vỡ cái luận điểm này của công ty Ripple đó thì SEC đang dùng cái thế kẹt các bạn họ một đó là phải đưa ra thông tin Ethereum cũng là chứng khoán luôn thì nếu như vậy đó thì sẽ phá vỡ cái lập luận này của công ty Ripple hay là họ sẽ chấp nhận thua các bạn đây là cái sự lựa chọn rất khó khăn của sec bây giờ nếu như mà họ đã đưa ra cái thông báo đó là họ xem ethereum như là chứng khoán đó thì sẽ dẫn tới nhiều cái hệ lụy tại vì đã có một giám đốc của sec nói là ether không phải là chứng khoán và trước đây CFTC cũng đã nói là Ether không phải là chứng khoán cho nên mới được quản lý bởi CFTC và có hợp đồng tương lai được cấp giấy phép bởi CFTC nếu như mà SEC nói Ether là chứng khoán nó có thể dẫn đến nhiều cái vụ kiện tại vì nhiều công ty đó họ đầu tư vào Ether tại vì họ nghĩ Ether không phải là chứng khoán nhiều dịch vụ cũng đã gây dựng tại vì họ nghĩ Ether không phải là chứng khoán cho nên sẽ dẫn đến nhiều cái vụ kiện và quan trọng hơn đó là SEC phải chiến đấu với CFTC tại vì CFTC nghĩ Ether là hàng hóa không phải là chứng khoán nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là bây giờ CFTC lại nói là chỉ có Bitcoin là không phải chứng khoán cũng đồng nghĩa là ông ta nói tất cả điều có thể chứng khoán các bạn. Điều này rất là khác so với những gì được nói tới trước đây. Và giống như là giữa uh, Chủ tịch Gary Gensler của SEC và Chủ tịch uh, Russell Benham của SEC đã có cuộc nói chuyện riêng hay gì đó. Chúng ta không biết được nhưng mà đây là cái điều mà có thể chúng ta cần phải quan tâm đến nhiều hơn. Thêm vào đó, đó thì có một cái động thái cũng bất thường uh, đến từ... Coinbase các bạn Coinbase thì có một cái ví điện tử là Coinbase Wallet Nó giống như cái ví mày là Master Trust các bạn Các bạn tự lưu chữ khóa cá nhân Nó không có lưu trữ tiền các bạn trên sàn Cho nên cũng không có liên quan trực tiếp Nhưng mà các bạn có thể kết nối để mà quản lý NFT Để mà kết nối với sàn để mà mua tiền điện tử vân vân Thì ví của Coinbase đã đột ngột và quyết định là họ sẽ ngưng Không có cung cấp dịch vụ bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 Cho bốn đồng sao thứ nhất là Bitcoin Cash Thứ nhì là Team Classic thứ ba là XLM và thứ tư là XRP thì trong bốn đồng này đó đầu tiên các bạn nên biết là XRP là đồng mà Coinbase cái sàn đó đã ngưng hỗ trợ từ lâu rồi sau khi mà có cái điều kiện cho nên không vừa gọi là lạ cái lý do tại sao mà cái ví Coinbase đó là không hỗ trợ nữa họ nói là tại vì ít người dùng Thường cảm thấy thì cũng không hợp lý lắm tại vì nó hơi bất thường nữa các bạn khi mà các bạn đã setup rồi thì thường không biết là cần bao nhiêu nhân lực để mà có thể tiếp tục quản lý cái ví đó nhưng mà có thể là không nhiều đâu cho nên việc mà một ví delist đồng nên nó rất là bất thường nó không giống như một sàn delist đồng đâu các bạn tại vì sàn đó thì họ quan tâm đến cái volume giao dịch ví thì đâu có đâu các bạn cho nên đây là điều mà cũng cảm thấy là có gì đó không ổn đối với thuận nhưng mà để thuận chia sẻ thêm với các bạn thì chúng ta đã biết là XRP đã từ lâu không có trên sàn Coinbase rồi thì không có gì gọi là đặc biệt đối với thuận chúng ta hãy nói tới Bitcoin Cash đi thì Bitcoin Cash các bạn thấy lên trên Coinbase đó, các bạn thấy được là đây là một đồng mà vẫn được hỗ trợ bởi sàn Coinbase các bạn các bạn có thể mua bán giao dịch Bitcoin Cash và đây là một đồng mà cũng có nhiều cái lịch sử đối với Coinbase các bạn đã biết là Coinbase là một trong những sàn lớn trước đây mà không giao Bitcoin Cash cho khách hàng các bạn sau khi mà có cái hard fork nội chiến của năm 2017 đó thì lúc đó số lượng tiền Bitcoin trên sàn Coinbase không nhận được cái fork Bitcoin Cash và dẫn đến nhiều sự kiện kiện tụng thời điểm đó cuối cùng thì họ cũng đã trả Bitcoin Cash cho người dùng các bạn nhưng mà lại có nhiều cái thông tin là sàn Coinbase đã có người sử dụng cái thông tin là Coinbase list đồng Bitcoin Cash để có thể là trục lợi dẫn đến là cũng có cái vụ điều tra thời điểm đó Thứ gì chúng ta nói tới Ethereum Classic đi Đây là cái đồng đầu tiên của Ethereum đó các bạn Có thể nhiều bạn mới tham gia thì không rõ Ethereum Classic đó là đồng ETC đồng Ether bây giờ đó là ETH thì năm 2016 nó có một cái vụ hát lớn xảy ra đó chính là cái vụ đào hát dẫn đến là cộng đồng Ether bị tách ra làm hai một bên thì đồng ý có thể chuyển đổi lóc lại để mà cứu vạn tình hình trả lại tiền cho nhà đầu tư đó chính là cái đội đã được lãnh đạo bởi và tha liệt bây giờ đó các bạn có nghĩa là team hiện tại đứng hàng thứ hai nhưng mà có một phần của cộng đồng đó không đồng ý nói là bây giờ đã thua lỗ cũng chấp nhận tại vì blockchain là không được thay đổi đó là Ethereum Classic sau đó hai phút đã xảy ra và các bạn đã thấy chúng ta có hai đồng Ether hiện bây giờ Ethereum Classic đó chính là cái chuỗi mà tiếp nối cái chuỗi ban đầu của Ether còn Ether bây giờ là cái chuỗi mà đã hai ra hiểu đơn giản là như vậy chúng ta có kế tiếp đó là đồng XLM đó chính là Stellar Lumens không biết là bây giờ Jeff McCallum còn hay là không dẫn đầu dự án này nhưng mà trước đây đó là được dẫn đầu bởi Jeff McCallum thì Jeff McCallum đó là người mà trước đây đã tạo ra sàn Malgox các bạn rồi sau đó bán cho Capellas rồi sau đó Jeff McCallum đã Cùng với lại cái đội Ripple bây giờ đó, có nghĩa là James McCullough cùng với lại Brad Gallagher đã gây dựng lên Ripple. Nhưng mà sau đó, hai bên bất đồng thì James đã tách ra khỏi Ripple và tạo ra Stellar Lumens các bạn, XLM. Đây là một đồng mà cách đây vài năm cũng rất là nổi tiếng, bây giờ cũng ít người nói đến luôn. Thật ra đây là những đồng mà nếu mà chúng ta nhìn vào lịch sử đó, trước đây đã từng là những đồng lớn. Ngoài trừ XRP bây giờ vẫn còn là đồng lớn. Những đồng khác đó, Bitcoin Cash, ETC Stellar Lumens là những đồng mà bây giờ là không còn nhiều người nói đến nữa, thì có thể là sự thật là không có nhiều người sử dụng, nhưng mà còn một cái giả thuyết khác các bạn, mà để thông chia sẻ với các bạn, đó chính là liên quan tới Ethereum hiện tại thì có một cái điều mà chúng ta vừa mới nói tới mới đây đó nếu như mà sec ra quyết định y tờ là chứng khoán thì sẽ ra sao đó là điều mà bây giờ người ta không có rõ tại vì sec đó vẫn chưa có đưa ra một cái sự rõ ràng nào về việc là một đồng thành chứng khoán đó họ sẽ xử lý như, như thế nào các bạn giống như chúng ta thấy được là có một số dự án thì họ bắt là phải ngưng không tiếp tục nữa token đó là không còn hoạt động nữa nhiều stand list nhưng mà có một số dự án giống như là EOS các bạn họ nói là EOS là chứng khoán khi mà bán token nhưng mà sau đó nó đó đó đóng phạt rồi vẫn tiếp tục mà thôi đồng EOS vẫn hoạt động bây giờ thì không biết là Ether có phải như vậy hay là không nếu như mà họ nói là lúc mà bán đồng Ethereum đó lúc mà ICO tôi nhớ là năm 2015 thì có thể đó là một chứng khoán nhưng mà bây giờ mạng lưới đã đủ phi tập trung thì không còn là chứng khoán nữa và mạng lưới bây giờ đó có nhiều công dụng cho đồng Ether cho nên không còn là chứng khoán nữa cũng có thể luôn chúng ta thực sự là không biết được nhưng mà có một giả thuyết đó chính là nếu như mà sàn Coinbase đi list đồng ETC đó có thể họ đã biết cái gì rồi bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy rõ đó xảy ra chúng ta chỉ thấy được là cái ví Coinbase mà thôi cái ví không phải là sàn cái ví Coinbase bây giờ không hỗ trợ ETC nữa nếu như mà các bạn thấy mà sàn Coinbase delist ETC thì đó là một vấn đề đó Tại vì đối với Thuận có một giả thuyết là nếu như SEC cho Ethereum là chứng khoán Và họ lại làm điều đó để có thể thắng được vụ kiện với Ripple tại vì nó sẽ làm cho lập luận của Ripple không có hiệu lực nữa nhưng mà ngược lại họ lại không muốn đối đầu với những cái hệ lụy nếu như mà cho Ether là chứng khoán thứ nhất là liên quan tới việc là tại sao mà giám đốc hình mình trước đây nói là không phải vì nói là phải và những cái sự kiện liên quan tới bây giờ người ta đầu tư nhiều vào Ether bây giờ nhiều nền tảng nhiều công ty lớn ở phố Wall đã đầu tư vào Ether vì họ nghe lời SEC thời điểm đó bây giờ nói là chứng khoán thì họ sẽ không đồng ý nếu như mà không muốn đối đầu với những phiên phức đó đó thì có một cách theo thuận là họ có thể nói bây giờ Ether là chứng khoán nhưng mà Ethereum mà họ nói tới đó chính là Ethereum mà được ICO năm 2015 không phải là Ether hiện bây giờ Ether hiện bây giờ đó là không có giống và cái đồng mà bị ảnh hưởng đó chính là đồng Ethereum Classic Có thể họ sẽ nghĩ như vậy Tại vì họ nói là Ether Classic chính là cái đồng mà bắt nguồn từ ICO năm 2015 Và cứ tiếp tục cái chuỗi đó tới bây giờ Chứ không phải là đồng Ether đứng thứ hai hiện tại Cho nên cái đồng mà là chứng khoán đó chính là đồng ETC Không phải là đồng ETH Thì cũng là một trong những cái suy nghĩ mà Thuận muốn chia sẻ về mà thôi Đương nhiên đây là suy nghĩ cá nhân của Thuận Thuận không nói điều đó sẽ xảy ra Nhưng mà Thuận nghĩ là ít như gì các bạn cũng nên biết là Thuận đang suy nghĩ gì Thuận vẫn chưa có cái hoạt động gì đâu các bạn thường thì vẫn tiếp tục lưu trữ đồng XRP hiện bây giờ Và Ether Thuận vẫn tiếp tục mua thêm Thuận không có cái sự thay đổi gì tôi không muốn hù các bạn hay gì hết Thuận chỉ muốn chia sẻ những gì trong đầu Thuận mà thôi Để các bạn hiểu được Thuận đang có một giả thuyết như vậy Nhưng mà cho đến khi nào mà có thêm thông tin Thì uh, thuận mới có cái sự uh, lo lắng Bây giờ thì chưa phải đâu Chúng ta thấy được là ETC vẫn được giao dịch Ở trên sàn Coinbase Cái ngày mà sàn Coinbase đột ngột đi list ETC đó thuận mới quan tâm Và trong thị trường này đó các bạn thấy được là Có một cộng đồng đó chính là Bitcoin Maximalist Có nghĩa là cộng đồng này Họ chỉ tin Bitcoin mà thôi vì một lý do nào đó Giống như là Michael Saylor đó, Thì uh, tin Bitcoin mà thôi không tin bất cứ đâu nào khác Tại vì Michael Saylor nghĩ là tất cả đều là chứng khoán hết một số người chỉ tin bitcoin mà thôi tại vì họ nghĩ tất cả những đồng khác đó đều lừa đảo ngay cả ether tờ nghĩ như vậy đó là cái suy nghĩ uh, của một nhóm người gọi là bitcoin maximalist hay là chủ nghĩa bitcoin bản thân thuận nó thì rất là tin bitcoin các bạn đã biết rồi và cũng lưu trữ số lượng lớn btc so với những đồng khác nhưng mà thuận thì đương nhiên ngoài chữ bitcoin ra thì vẫn lưu trữ những đồng khác chứ không phải là chỉ riêng btc cho nên nó không có giống thì mỗi người mỗi suy nghĩ mà thôi thì không nói là đúng hay là sai các bạn nhưng mà cái mà thường cảm thấy đáng tiếc đó, là thị trường crypto đã có nhiều dòng bão rồi đã có nhiều người không thích thị trường này rồi và họ nhân bất cứ cơ hội nào để mà tấn công thị trường này tung tin ra để mà làm cho người lo ngại nhưng mà trong cộng đồng crypto đó chúng ta vẫn có nhiều nhóm người luôn liên tục chống đối lẫn nhau giống như là ngay cả Michael Saylor các bạn tuy là Michael Saylor là một người mà rất yêu thích BTC một trong những người mà Diamond Hand các bạn hiểu là vẫn tiếp tục lưu trữ như BTC mặc dù là những công ty khác đã có dấu hiệu là họ không muốn lưu trữ nữa nhưng mà Michael Saylor cũng giống như là lời hứa hẹn cách đây 2 năm vẫn tiếp tục lưu trữ và mua thêm khi mà có khả năng thì chúng ta thấy được là ngay cả Michael Saylor cũng nói là Ether có thể là chứng khoán các bạn Đây là một cái cuộc tấn công nội bộ lẫn nhau Các bạn thì được là crypto đã khó khăn rồi Bây giờ nội bộ lại không có đồng lòng nữa Thì nó càng khó khăn hơn Đây là cái sự đáng tiếc đó các bạn Và nếu như mà ai đó nói chúng ta chỉ cần bịt không mà thôi Trong thị trường crypto này mà không cần bất cứ một đồng nào khác đó Thì thường cũng không đồng ý lắm đâu Tại vì các bạn có thể thấy là câu nói này cũng tương tự như là Ai đó mà yêu thích vàng đi Có ai đó nói là chúng ta chỉ cần vàng mà thôi Không cần bất cứ một cái loại kim loại nào khác thì nó cũng không có hợp lý đâu các bạn <laughs> các bạn thấy được vàng chúng ta có thể dùng làm trang sức có thể dùng làm tài sản có thể dùng uh, cho một số công nghệ nhưng mà các bạn thấy được đâu thế nào mà thay thế bạc thay thế đồng tất cả bằng vàng được cũng giống như là chúng ta được là BTC, các bạn có thể dùng làm thanh toán trong một số trường hợp, các bạn có thể dùng làm tài sản lưu trữ giá trị, các bạn có thể dùng để mà đa dạng hóa cái mùa đầu tư. Nhưng mà nếu như nói tới hệ thống DeFi, hợp đồng thông minh, hệ sinh thái, NFT, tất cả các bạn được là đương nhiên chúng ta đâu thể nào mà thay thế tất cả bằng Bitcoin được, đó là sự cá nhân công thuật mà thôi. yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got